Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, con kính lạy Chúa là Chúa nhân từ của chúng con cảm ơn Ngài vì sứ điệp ngày hôm nay Chúa đã cho tôi tớ Ngài là ban phát và dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm thấy thật là sâu sắc và thật là ấn chứng trong mỗi lòng của chúng con. Và con tin rằng lời của Chúa là lời sự sống, lời của Chúa là lời linh nghiệm, và lời của Chúa là lời sắc hơn gươm hai lưỡi đến đấu chia hồn linh cốt tủy của con. Cho nên chúng con thì con tin rằng những ai cảm nhận được những cái lời của Chúa và cái chia sẻ và có sự dạy dỗ của Chúa trong hôm nay, thì con tin rằng sẽ là có những cái ấn chứng và có những cái thay đổi để đời sống của mỗi chúng con luôn luôn được tươi mới trong Ngài, luôn luôn để thực sự chúng con là con người tái sinh mà Ngài đang mong ở chúng con. Chúa ơi, nhưng bởi sức riêng chúng con không thể làm được, con cầu xin Chúa hãy tiếp sức cho chúng con, hãy giúp cho chúng con để chúng con luôn luôn là trở thành con người tái sinh mới như Ngài mong muốn. Như lời Ngài đã nói, chúng con có thể làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho chúng con, như trong sách Philip chương 4 câu 3 lời Chúa đã dạy chúng con. Hãy Chúa ơi, hãy giúp sức cho chúng con, hãy tiếp sức cho chúng con để lời của Chúa luôn luôn dầm thấm trong mỗi chúng con, luôn luôn ấn chứng trong mỗi chúng con và thay đổi chúng con, để chúng con được luôn luôn được làm tươi mới trong Ngài. Và như lời Ngài có nói, vậy những ai ở trong Đấng Christ nhớ là những người dưng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Chúa ơi, giúp cho chúng con mọi sự đều trở nên mới theo ý muốn của Ngài. Con cảm ơn Chúa kính yêu chúng con, hãy giúp chúng con, hãy giúp chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa và con cầu xin Chúa cũng tiếp tục ban ơn sức giàu đặc biệt cho tôi tớ của Ngài, các mục sư để chia sẻ và dẫn dắt dân sự của Ngài đi trong ý muốn tốt lành ở nơi Ngài, và cũng sức giàu cho mỗi chúng con để chúng con nhận biết được ý muốn của Chúa, để chúng con hiểu và được làm theo ý muốn của Chúa, không những hiểu mà không làm thôi, nhưng chúng con làm theo để mọi sự đều theo ý muốn tốt lành từ nơi Chúa. Và con cảm ơn Chúa cho chúng con buổi học hôm nay, buổi thờ phượng Chúa hôm nay, dẫn dắt và tế trị chúng con từ giờ đầu cho cuối trong sự bình an, trong sự vui mừng từ nơi chính mình Chúa. Con cảm ơn Chúa và con nhân danh Chúa. Con chúc phước cho các quý mục sư, chúc phước cho các con cái đầy tớ Chúa hôm nay ở trong phòng Zoom này, và xin luôn che chở gìn giữ bảo vệ chúng con dưới bóng cánh của Ngài, để chúng con luôn luôn được bình an từ nơi chính mình Chúa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, và con cầu xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con, dạy dỗ chúng con để chúng con bước đi trong ý muốn tốt lành từ nơi Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, và mọi vinh hiển vinh quang chúng con xin dâng lên cho Đức Chúa Trời ba ngôi kính yêu chúng con. Sự bình an phước hạnh thuộc về chúng con, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.